Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng Toàn dân. Mở đầu chương trình mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi phần tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong tuần qua. Nhằm tiếp tục chung tay cùng chính quyền các địa phương kịp thời hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tuần qua tại Ủy ban nhân dân phường 12, Ban chỉ huy quân sự các địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tổ chức cây ATM gạo miễn phí giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cây ATM gạo miễn phí do lực lượng vũ trang thành phố Vũng Tàu phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tỉnh xã Ngọc Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Đăng, công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Quốc Thịnh, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ dầu khí Phú Long, Ủy ban nhân dân phường 12 thành phố Vũng Tàu tổ chức. Người dân có nhu cầu được nhận 10 kg gạo, mọi người đến đều được đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m trước khi vào nhận gạo. Chỉ trong một ngày, 6 tấn gạo giới tổng trị giá 96 triệu đồng đã đến tay bà con trên địa bàn phường 12 và các khu vực lân cận. Dịch này kéo dài cũng vất vả đấy, các con vất vả đấy, nên nhà nước cũng vất vả. Cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ cho ông bà, cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ cho ông bà, Hết cảm ơn. Cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội doanh nhân trẻ thành phố Bà Rịa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Nghi, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư Trúc và gia đình thiếu tướng Ngô Ngọc Bình, nguyên phó tư lệnh quân khu 7. Tổ chức 11 đoàn đến nhà trao tặng gạo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 11 phường xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa tổng cộng đã có 11 tấn gạo với tổng trị giá hơn 176 triệu đồng đã được trao cho 2.200 hộ gia đình, mỗi gia đình 5 ký gạo.